Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Tây Úc. Được sự chấp thuận của cha quản nhiệm Phêrô Nguyễn Mộng Huỳnh, xin hân hạnh giới thiệu DVD lịch sử kỷ niệm 30 năm thành lập cộng đoàn từ tháng 9 năm 1981 đến tháng 11 năm 2011. 30 năm đã qua, 30 năm lịch sử, cũng là 30 năm hồng ân Chúa ban. Và với sự chở che của mẹ Maria, toàn thể cộng đoàn dân Chúa Việt Nam nơi đây đã được định cư và phát triển tốt đẹp trên đất nước đầy phúc lợi này. Đây cũng là dịp cho mọi con dân của mẹ Việt Nam viễn xứ được nhìn về quê cha đất mẹ, dù đã ngàn trùng xa cách nhưng vẫn luôn mãi dấu yêu với tên gọi Việt Nam. 30 năm lịch sử cũng là 30 năm nhìn lại từ những biến cố hãi hùng của tháng Tư Đen năm 1975 đến những chuyến hải hành vượt biên vượt biển đi tìm tự do của đồng bào ta, rồi đến những bước đường định cư và thành lập Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Tây Úc. Từ một nhóm nhỏ giáo dân vào năm 1981 tại nhà thờ Claremont, đến Highgate, và xa hơn nữa là sự phát triển vững chãi và lớn mạnh của cộng đoàn với trung tâm đầu tiên tại đường Bailey Street, Mount Lawley, đến trung tâm thứ hai của cộng đoàn tại đường Chipala Road, Westminster, và sau hết là trung tâm thứ ba của cộng đoàn là ở chính nơi đây, số 3 đường Victoria Road, Westminster, Tây Úc. Một trung tâm sinh hoạt khang trang, rộng rãi, với tổng số giáo dân hiện nay đã lên đến gần 3.000 người. Tất cả đều được gói gọn trong DVD này với hai phần tiếng Anh và tiếng Việt. Thêm vào đó là những tiếng nói và phần phỏng vấn của quý cha quản nhiệm đáng kính, cũng như của những vị đã phục vụ hay liên quan mật thiết đến lịch sử cộng đoàn. DVD cũng là nơi chất chứa những nét đại cương về các ban đại diện và những hoạt động của các hội đoàn, đoàn thể trong cộng đoàn từ suốt 30 năm qua. Với tâm tình tạ ơn và niềm vui dạt dào trong ngày hội lớn của Cộng đoàn Dân Chúa nhân dịp mừng kính các anh hùng tử đạo Việt Nam bổn mạng của cộng đoàn, cũng như để đánh dấu 30 năm thành lập, cha quản nhiệm và cha phụ tá đương nhiệm cùng với ban thường vụ và toàn thể hội đồng mục vụ cộng đoàn xin trân trọng giới thiệu cuốn DVD đầu tiên ghi lại 30 năm lịch sử của cộng đoàn sẽ được ra mắt và phát hành vào dịp Giáng sinh năm nay 2011. Xin kính mời toàn thể cộng đoàn đón xem và ủng hộ. Mọi chi tiết xin liên lạc với cha quản nhiệm hoặc ban thường vụ cộng đoàn sau các thánh lễ tại trung tâm. Welcome to the Vietnamese Catholic community of Western Australia.
With the approval from the chaplain, Father Peter Nguyen Mong Huynh, we are honored to introduce to you the DVD of the 30th anniversary of the establishment of the Vietnamese Catholic community in Western Australia. From September 1981 to November 2011. With God's blessings, through the intercession of Mother Mary, the last 30 years have seen the Vietnamese Catholic community in Western Australia thriving in this lucky country. In retrospect, we embrace dearly the memories of the past that have brought us together. And with gratitude, we remember where we came from, Vietnam, our distant motherland. 30 years of history. From the frightful event of the Black April 1975, we will follow the path of our people's arduous journeys of fleeing persecution and poverty in their quest for freedom to their resettlement as Vietnamese refugees in third countries, leading to the foundation of the Vietnamese Catholic community in Western Australia. Starting with a small group in 1981 at Claremont Church, then Highgate, advancing to a larger and stronger community with its first own center on Bali Street in Mount Lully, then Chipala Street in Belgia. The Vietnamese Catholic community of WA has continued to grow with a current, spacious and convenient center at number 3 Victoria Road, Westminster, and a community of nearly 3,000 people. This DVD consists of all events in Vietnamese and English, and interviews of respectful religious in the Archdiocese of Perth, former chaplains, former representatives, and individuals who have devoted to the Vietnamese Catholic community of Western Australia. It also includes general characteristics of representative committees, groups, and movements of the Vietnamese Catholic community in Western Australia of the last 30 years. In the spirit of thanksgiving and great joy of the feast of our patron saints, the Vietnamese Holy Martyrs, to mark the 30th anniversary of the establishment of the Vietnamese Catholic community in Western Australia, the chaplain and vice chaplain, the pastoral council, sincerely introduce this very first DVD of the 30th anniversary to you all. We look forward to receiving your full support at the launch of this DVD at Christmas 2011. Should you have any inquiries, please contact the chaplain or a member of the pastoral council for further details.